khi tôi cần anh em nờ một lời khuyên. Nhiều người chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không nhìn thấy cái đống rác ở trên đầu mình. Các bạn xem, các bạn có thể chửi mình, nhưng các bạn đã bao giờ xem lại bản thân các bạn chưa?